Tài quyền đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A04 phiên bản 4GB với một thiết kế là nhựa nguyên khối, mặt lưng bóng như thế này, nổi bật với cụm hai camera với độ phân giải camera chính là 50, camera phụ là 2 pixel, đèn LED kế bên luôn các bạn nha. Và chúng ta sẽ có những góc cạnh của máy sẽ được bo rất là mềm mại nha, tạo chúng ta cảm giác cầm nắm rất là ôm tay, không bị cứng tay tí nào là cả các bạn, rất là ôm tay. Bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ để cái sim ở đây, máy hỗ trợ 2 sim 4G nha và một thẻ nhớ mở rộng. Phía dưới chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại, sạc và lo. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn, phía trên là tai nghe âm lượng, phía trên cùng chúng ta sẽ có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat recall hoặc quay video. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.5 inch với độ phân giải là HD+ và máy được trang bị con chip là Helio P35 8 nhân, RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB, giúp chúng ta tải những ứng dụng nè, lưu trữ dữ liệu, học tập, làm việc, chơi game, giải trí trên đồng điện thoại này các bạn nha. Về camera selfie thì máy trang bị camera selfie dạng nhìn giọt nước với độ phân giải là 5 pixel, đủ cho chúng ta là chat video call, quay video từ camera selfie, chụp hình selfie luôn các bạn nha. Đó. Máy thì trang bị viên pin chúng ta là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 15W luôn. Hỗ trợ sạc nhanh 15W luôn nha, cũng rất là ok. Với một mức giá rẻ như vậy thì đều chúng ta không thể nào mà đòi hỏi một cái cấu hình nữa, có thể cao hơn được nữa. Và đây là một trong những dòng điện thoại giá rẻ của Samsung các bạn nha. Máy còn có màu đen và màu xanh nữa các bạn nha. Rất là ok, cầm nắm cũng rất là ôm tay vừa tay chứ không có bị cấn tay nha các bạn nha. Rất là đẹp. Samsung Galaxy A04 phiên bản 3GB, bộ nhớ 32GB với mức giá hiện tại là 2.990.000, giảm còn 2.440.000 tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Còn phiên bản 4GB, bộ nhớ trong 64GB thì chúng ta sẽ có mức giá là 3.490.000, giảm còn 2.890.000 tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Ngoài ra còn có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho ông ta luôn cô chú và bạn mình nha.